Rồi, để tiếp nối hành trình ngày hôm nay, em xin dẫn anh chị và các bạn chúng ta cùng đi đến một cái con đường mang đậm cái chất Sài Gòn xưa. Chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hàm Nghi. Đường Hàm Nghi để đi đến bến Bạch Đằng. Và nơi đây có cái trạm xe buýt. Đây là trạm xe buýt nè. Trạm xe buýt này thì được dời từ cái đường công trường Quách Thị Trang ở bên kia. Đây là công trường Quách Thị Trang, cái hàng rào xanh xanh này nè, vòng xoay Bộ Binh chợ Bến Thành. Rồi, hành trình hôm nay sẽ dẫn bà con mình cùng đi lang thang với em đến một cái phố, con phố cổ xưa mang đậm chất Sài Gòn, đó là phố Lê Công Kiều. Rồi, con phố bán rất là nhiều đồ, đồ cổ. Tôi thấy trong làn xe buýt này. Có phòng chờ, có mái che. Mình thấy rất là lịch sự ha. Ngày xưa thì không có nhiều mái che như vậy. Sau này thì mới có. Và bên kia chúng ta thấy đó là cái ngày xưa có một cái khu dân cư ở ngay bãi đất trống này. Bây giờ là không có xây lên cái building gì mà của tập đoàn Hoa Sen luôn. Đây rất là nhiều du khách nước ngoài họ tham quan Sài Gòn đó. Thì ngày xưa cái phố cổ, cái phố đồ cổ này rất là đông đúc và tấp nập, từ 9 giờ sáng cho đến 4-5 giờ chiều. Đây những người đi lựa đồ cổ và những khách tham quan. Nhưng mà bây giờ thì không biết thế nào ha. Bây giờ chúng ta đi quay về nơi đó để xem như thế nào. Lê Công Kiều là một cái tướng thời xưa, là ông Đốc Binh, hay là gọi là Đốc Kinh Kiều. Ông có một cái doanh trại ở Cái Lậy, Định Tường, cũng là quê hương của em luôn á. Ngày xưa ở đó có cái trường Đốc Binh Kiều. Không biết anh chị của bạn có ai học qua trường Đốc Binh Kiều không ha. Chúng ta thấy trước mặt cái công trình vàng vàng đó là nhà của ông đại gia giàu có khét tiếng ở Sài Gòn năm xưa, đó là Hứa Bổn Hòa, hay chúng ta gọi là chú Quả đó. Còn đây là đường giao lộ Phó Đức Chính và Lê Thị Hồng Gấm, hay người gọi, nó còn gọi tên xưa đó là đường Hồ Văn Ngà. Còn giao lộ Phó Đức Chính, mặt đường Phó Đức Chính này thì chúng ta sẽ đi đến bến Trương Dương. Bến Trương Dương ngày xưa, bây giờ là đại lộ Võ Văn Kiệt kìa ha. Chúng ta bắt đầu từ đầu đường Lê Công Kiều và Phó Đức Chính. Mình sẽ đi đến cuối đường, đó là cái rạp hát Kim Châu. Những cái nhà xưa. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nha. Con phố này thì mình nhìn thấy sao nó vắng lặng quá. Đây rất là nhiều đồ cổ nè.
có lẽ chắc họ nghỉ rồi. Người ta thấy nguyên cái dãy phố. Rồi, chúng ta tiếp tục lang thang đi đến cái rạp Kim Châu ngày xưa. Đây là cái dãy phố phố đồ cổ rất là ngắn thôi, nhưng mà con phố chuyên bán về đồ cổ xưa. Rồi chúng ta tiếp tục đi trên con phố này nha. Con phố phố bán đồ cổ bây giờ chúng ta thấy nó hơi vắng lặng là do buổi chiều người ta đóng cửa rồi đó. Ở đây mỗi cái shop, mỗi cái cửa hiệu là một cái ngành hàng, một cái không phải ngành hàng mà là cái đồ chuyên về cái gì đó, như là cái bình hay là bức tranh thì chuyên về tranh, tiệm tranh, tiệm bán bình thì chuyên về bình, tùy mỗi người có một cái gu. Và thấy đây là trường tiểu học Khai Minh. Ai thích chơi món gì thì vô đúng cái cửa hiệu thì sẽ có đúng cái món chuyên. Buổi chiều Sài Gòn yên tĩnh. Nhất là con đường này không có ồn ào tấp nập, lúc nào cũng vắng lặng, êm đềm. Giống như những cái món đồ chơi ở đây không có quá xô bồ xô bộ, không có tiếng reo hò rao bán hay là những cái băng rôn, những cái bảng giá, không có gì hết. Tự người mua sẽ tìm đến những cái cửa hiệu, những cái cửa hàng mà chuyên bán những món đồ mà họ thích. Thấy ở đây bán bình cổ. Con đường yên tĩnh như là trong một cái hẻm nhỏ vậy đó. Chúng ta ra đây là ngày xưa là rạp Kim Châu ở đây. Những hình ảnh ngày xưa, bến xe miền Đông để đi về các tỉnh miền Đông, nhất là Vũng Tàu. Ở đây bây giờ là xe đi về Vũng Tàu nhiều lắm, có xe Hoa Mai, xe Toàn Thắng, xe xe Thiên Phú vân vân. Ở đây có cái rạp Bông Sen, ngày xưa là rạp Kim Châu nè. Trên đây có một dãy chung cư, chúng ta thấy chung cư rất là xưa. Đây có cái quán mì, phở bò, thập cẩm, bò viên. Trước em có review cho các anh chị bạn xem rồi đó. Đó là cái quán chỗ này nè, mì lòng bò là chỗ này nè. Nhìn thấy rất là hấp dẫn, nhưng mà quán rất là lâu năm. Ngày xưa thì có quán mì cật ở đâu gần đây này, nhưng mà em không có biết là quán nào. Nghe sự chia sẻ của cô chú anh chị thôi nên em mới biết, còn những quán em chưa có ăn lần nào hết.
Còn cái quán lòng mì, mì lòng bò này thì em đã review rồi, có một cái video nói về quán này rồi, rất là ngon, hấp dẫn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại một số hình ảnh ở con phố Lê Công Kiều, gửi cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta xem để cập nhật số hình ảnh về Sài Gòn ngày nay ha. Biết đâu chúng ta gợi nhớ đến những hình ảnh về Sài Gòn ngày xưa. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.